Các bác nhé, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy. Đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này, hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lạch như này, bằng con quay lạch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lạch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lạch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn quá, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít các bác này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quai mạ vàng nhá, quai mạ vàng chấm hết luôn đây con này. Đấy. Quai mạ vàng này rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quai mạ vàng hết các bác nhá. Quai mạ vàng hết này. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Đây là cái đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây. Tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi đến cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo trắng đá này. Chảo cực kỳ dày luôn. Chảo trắng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Trắng đá chống dính này. Đó. Chảo trắng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bác này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bác này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này.
con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6 các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn, con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó, combo cho các bác 6 món như này, giá sẽ là 700.000, cọc trước 200, 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhá. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi, cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái quạt tích điện nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quạt như này, một tấm pin và một đốc sạc, giá là 380.000, bên em bao ship đến tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra thanh toán qua này. Quạt siêu mát luôn. Nó sẽ có hai số nhá. Đấy, các bác gạt sang bên tay phải thì nó sẽ là số 2 và gạt sang tay trái thì sẽ là số 1 và ở giữa thì sẽ là phím tắt này. Và có kèm một cái đốc sạc như này nhá. Đốc sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 380.000 bao ship tận nhà. Siêu mát luôn. Động cơ không chổi than các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Hết pin thì lại sạc pin vào. Lên cho em là quạt tích điện 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến nhá. Đấy, đuôi cảm biến. Cái này thì về nhà các bác phải đấu vào nguồn điện cho em. Đấy, đuôi này là cảm biến chuyển động. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Đuôi cảm biến chuyển động con này sẽ là 55.000 cho cái đuôi cảm biến chuyển động như này. Giá sẽ là 55k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái đuôi nó tiện hơn một chút là con này các bác có thể xoáy trực tiếp luôn. Đấy, có cái biến luôn. Xoáy trực tiếp luôn. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ này, sau đó xoáy bóng mới vào đây, xoáy quả bóng vào đây. Đó, thì giá con này sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho cái 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này. Lên cho em là đuôi hai đầu giá sẽ là 60.000 nhá. Con này rất tiện luôn. Xoáy vào một quả, xoáy vào cái đuôi cũ sau đó xoáy quả bóng mới vào đây là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt nhá, viên giặt xả nhá. Con này thì nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Đấy. Giặt xả rồi tẩy trắng rồi, nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy. Cái này thì nó ép chín rồi các bác nhá. Đó, đây nó sẽ là cái dạng túi viên như này. Về nhà thì các bác cứ thế là mình lấy là mình cho vào máy giặt cho em. Nó sẽ có là 5 thành phần trong này luôn. Đó. Một túi này thì giặt được từ 3-5 cân quần áo nhá. Một viên này từ 3-5 cân quần áo luôn. Đấy. 5 trong 1 nhá. Giá sẽ là 55.000 cho một bịch này. Từ 30 đến nó vào khoảng trên dưới 30 viên nhá, trên dưới 30 túi. Lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vít đen trợ lực 60.000. Vít đen trợ lực 60.000 như này. Đấy. Một bộ này của nó sẽ là bao gồm 2 4 6 cây vít. 6 cây vít thì các bác sẽ có 12 đầu và nó sẽ là vít đen trợ lực xoáy nhanh nhá. Xoáy nhanh trợ lực cho các bác luôn. Có thể đào đầu này, xoáy nhanh trợ lực các kiểu con là đỉa luôn. Giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60k cho các em vít đen trợ lực như này. 60.000 các bác nhá. 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa đồng đức nhá, khóa đồng đức như này. Con này thì cơ bản của nó sẽ có cho các bác là 4 chìa, các bác sử dụng thoải mái luôn. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Germany, khóa của Đức nhá. Chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Đó, dòng này thì nó sẽ là dòng đặc biệt giúp cho các bác là chống trộm rất là tốt, chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con khóa đồng đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu vàng. Màu trắng và màu vàng như này. Giá thì sẽ là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95.000 một chiếc, giá siêu hợp lý cho bác luôn. 90.000 nhá, giá thanh lý cho các bác. Chỉ có 90.000 cho một con bật lửa này thôi. Có hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy này. Hàng của Mỹ USA này. Đấy, có dập logo của Liverpool này. Rất chất lượng cho bác luôn. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào cho em. Đó. Đây, rất ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Giá sẽ là 90.000. 90k cho con bật lửa Zippo Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là bóng đèn cầm cái bóng 3 cánh. Bóng đèn 4 cánh mini này. Đấy, 4 cánh mini. Đây, siêu sáng luôn nhá. 4 cánh mini siêu sáng, con này là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini siêu sáng. Công suất của nó là 28W nhá. 28W nhưng nó sáng như kiểu là 50W luôn. Sáng như kiểu 50W mini siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con bóng đèn 5 cánh nhá, còn 3 cánh. Con 5 cánh giá sẽ là 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng rồi. Đây, siêu sáng rồi đây các bạn này. Đấy, 5 cánh này. Sáng chói chang luôn, em đang quay đấy, rất sáng luôn các bạn nhá. Đấy, đây, 5 cánh này, 120.000 cho con 5 cánh như này nhá. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con 8 cánh này. Đấy, con này là 8 cánh luôn. 8 cánh công suất là 200W, 180.000.
180.000 nhá. 8 cánh như này. Con 8 cánh này thì siêu sáng rồi, 2 4 6 8 cánh và một cái lõi bên trong như này nhá. Lên thì em là bóng đèn 8 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là con 8 cánh này thì giá của nó sẽ là đi lên thì em là bóng đèn 8 cánh 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cây lọc nước, cái cục lọc nước nhá. Đấy, củ lọc nước như này, 50.000. Về nhà các bác lắp vào đầu các cái nguồn nước của máy giặt này rồi bình nóng lạnh này, nói chung là các bác cứ lọc qua các nguồn nước nhà mình, nó giúp lọc nước rất sạch luôn. Đó, 50.000 cho con lọc nước này. Đây, các bác có thể lắp qua bình nóng lạnh, máy giặt hoặc là các cái đầu nguồn lọc khác nhá. 50.000 cho con cục lọc nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái con sạc bình ắc quy. Nó sẽ là con sạc 12V thì là 190.000, còn con sạc 12-24 thì sẽ là 290.000. Nếu nhà các bác nào có cả loại bình cả 12 cả 24 thì dùng con này cho em. Đấy, cả bình 12 cả bình 24 thì dùng con này nhá. Đấy, còn con này thì chuyên bình 12 thôi. Đó, chuyên bình 12 thì chỉ có 190.000 thôi. Con chuyên bình 12 này là 190.000 nhá. Chuyên bình 12 này là 190.000. Còn con cả 12 cả 24 này thì sẽ là 290.000 cho hai con bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành đỏ nhá, hộp đỏ như này. Đấy. Con này thì hàng cao cấp của Nhật rồi, hàng cao cấp của Nhật như này nhá. Chuyên để cắt cành nhá, cắt cành tỉa cây. Đó, hàng made in Japan, có cả chuyện của Nhật luôn các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là thép liền nguyên khối và có ốp gỗ như này. Các bác có thể dùng để cho biếu tặng làm quà hoặc là dùng để mình sử dụng làm vườn cắt cây cắt cành, rất là tiện ích luôn. Đó, sắc bén 150.000 kéo cắt cành. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất này. Tất hộp thì một hộp này là 5 đôi. Hộp này là 5 đôi, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật này, 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Vỉ này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 90.000 cho vỉ 10 đôi. Đó, cái này thì nó ngắn hơn một chút nhưng mà đổi lại nó là 10 đôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển cưa. Con này thì các bác lắp vào để mình sử dụng làm máy, đưa vào máy cắt, máy pin hoặc là máy điện đều được nhá. Để mình dùng cắt tôn này, đây, lắp vào nó sẽ như này các bạn. Đấy, để dùng cắt tôn rất là ngon luôn. Cắt tôn rồi lên cho em là đầu cắt tôn 140.000 cái đầu cắt tôn như này nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Bộ dao này thì sẽ là 130.000 cái bộ dao đen như này. 130.000 cho bộ dao đen như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo một liếc này, một kéo một liếc này, và có tới cho các bác là ba con dao khá là đẹp luôn, ba con dao rất là đẹp đây, đấy, ba con dao như này, hàng siêu bén luôn, đây, dao cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá, đây các bác này, đấy, dao rất dày dẫn chắc chắn luôn, đó, có cho các bác là ba dao nhá, ba dao như này, đấy, dao này thì chủ yếu để các bác dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu, đấy, con này thì tầm khoảng 2-3 lạng thì chặt nhẹ được nhá, đấy, đây. 130.000 trong cái bộ dao đen như này, 130.000 các bác này, 130.000 5 món, 130.000 5 món các bác nhá. Rất hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho 5 món luôn. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là con dao chặt 1 cân này. Con này là 230.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật luôn, made in Japan. Dao chặt 1 cân, con này các bác chuyên dùng để chặt xương trâu, xương bò, nói chung là chặt đa di năng được luôn. Con dao chặt 1 cân này giá của nó sẽ là 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ nhá. Con thái lỗ con này 130.000. 130.000 nhá. Cũng hàng của Nhật, made in Japan này. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đây để em thử dọc dây bóng này. Rất bén luôn các bác nhá. Con này các bác dùng để thái nhà bếp rất là ok, 130.000. Rồi ok. Hello chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã đó là cái rổ lọc dầu nhá. Đấy, rổ lọc dầu thì nó sẽ là hai cái như này. Đấy, hai cái như này các bác này. Đấy, con này thì sẽ là 100.000 cho một bộ như này. 100.000 cho một bộ này bao gồm là hai chiếc này. Đấy, cái này thì các bác có thể là đưa dầu vào đây các bác đặt lên mình chiên luôn, ví dụ chiên khoai tây hoặc là chiên các cái đồ chiên dầu thì mình đưa như này. Đấy, lên thì em là rổ lọc dầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này. Đấy, 100.000 cho một đôi, bao gồm hai chiếc. Đấy, lên thì em là rổ lọc dầu nhá. Rổ lọc dầu. Tiếp theo thì em bên cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu tưới cây nhá, phễu tưới cây. Đó. Bên em bán sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá là 10.000 một chiếc nhá. Cái phễu tưới cây này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc như này, cái phễu tưới cây như này.
Về nhà thì các bác đây. Đấy, các bác xoáy vào cái chai nước ấy, nó có cái sẵn cái này rồi. Các bác xoáy vào chai nước, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh cái lượng nước to nhỏ ở đây cho em này. Đấy, điều chỉnh lượng nước to nhỏ ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác tưới cây rất là tốt luôn. Đó, tưới cây mình đi công tác, đi du lịch, đi cả tuần cũng được. Nó vẫn cứ từ từ nó chảy ra nhá. Lên cho em là phễu tưới cây này. Giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc, mua 10 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 một chiếc, mua 10 tặng 1, lên cho em là phễu tưới cây này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu mũi vít đều quát này. Đấy thì nó sẽ có mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài nhá. Mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài, hàng của thương hiệu đều quát của Mỹ, ngắn nhỡ dài. Đấy. Thì mũi ngắn nó sẽ là 10.000. Đấy. Mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài này sẽ là 20.000. Đó, 20.000. Đó thì nó sẽ là có 3 loại mũi như này nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mũi bắn tôn như này, mũi bắn tôn. Đấy, mũi bắn tôn là mũi mũi 8. Đấy, mũi bắn tôn này sẽ là 40.000. Đấy, còn mũi ngắn là 10.000, mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài là 20.000. Đó. Đây, đầu mũi đều quát như này. Đấy, hàng đều quát của Mỹ nhá. Mũi bắn tôn đều quát của Mỹ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cầu cái công tắc của áp quy nhá. Công tắc của áp quy như này. Công tắc ngắt bình áp quy bao nhiêu? 50k nhá. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy như này. Con này thì rất là tiện nhá. 50.000 cho một chiếc như này. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho vào bình áp quy này, sau đó thì các bác ngắt ở đây. Đó, ngắt ở đây. Thì mình xoáy ra nó sẽ tự tắt và xoáy vào thì nó sẽ ăn. Thì các bác không cần phải dùng dây dạ lằng ngoằng nữa. Các bác kẹp ở bình cho đó thì đấu dây vào đây cho em. Đấu dây vào đây cho em. Thì không, mình muốn ngắt đi thì xoáy cái này ra là xong. Còn mình muốn đóng lại thì xoáy cái này. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái này là cái gì? Băng gâu nhá. 20.000 cho một bịch như này, một hộp như này bao gồm 100 cái này, 100 cái. Giá sẽ là 20k nhá. To nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Các bác bị thương ở đâu hoặc là bị chảy máu thì các bác bóc ra dán vào cho em. Đây, nó sẽ là hình miếng băng gâu như này. Giá sẽ là 20.000 thôi nhá. 20.000 cho cái bình băng gâu như này. Đó, 20.000 cho một bịch. Cái này là cái gì đây? Cái thoát sàn máy giặt nhá, thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc. Đấy. Đấy. Thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc nhá. Về nhà các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong. Đó. Lắp cái ống nước máy giặt vào đây, sau đó thì mình sập cái vòi này xuống này. Giá sẽ giá thanh lý cho bác 20k cho một cái con thoát sàn máy giặt như này. 20.000 nhá. 20.000. Đấy, tiếp theo thì em gửi tới các bác cái chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đấy. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, chốt cửa tự động giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào là nó sẽ sập vào thôi, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp như này. Đấy, nó sẽ là một hai cái hệ thống đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Vòi vàng tăng áp giá sẽ là 40k. Các bác có thể điều chỉnh các cái nguồn nước ở đây các bác này. Đó, bằng đồng nhá. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bóp tay nhá. Bóp tay. Giá của nó cũng là 40.000 cho một con bóp tay như này. Đấy, có tính số nhá, có tính số như này. Bóp tay này, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bóp tay như này. 40k, có tính số luôn. Đấy, các bác bóp tay như này thì giúp cho các cơ huyệt hoạt động, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Bóp tay, giá sẽ là 40.000 cho cái bóp tay như này nhá. 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật đây. Võng dù, các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Con này thì sẽ là 90.000 một chiếc như này. 90.000 một chiếc như này nhá. Con này có dây giết các thứ đàng hoàng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. 2m rất là dài luôn nhá. Rất dài luôn con này. Rất dài là to. Đấy, con này 90.000 nhá. 90.000 cái võng dù như này. Các bác có thể bỏ vào ô tô này, bỏ vào xe máy này, hoặc là treo vào xe đạp để mình mang đi, mình đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, hoặc là các bác đi đâu cũng được thì mình chở ra. Mình chở ra mình dùng nó rất là tiện. Võng dù giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái võng xếp như này nhá. Một cái võng xếp như này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. 120k cho mấy em võng xếp như này nhá. Rất là to luôn, võng này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đai điếc của nó khuy khiếc rất là ngon luôn. Đấy. Và có cái phần banh như này, 2 này, 4 này, nó vào khoảng 60 phân cái phần banh như này. Còn cái phần này thì rất là rộng luôn nhá. Đó. Võng rộng lắm và nó là hai lớp như này, nằm cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 cho cái võng xếp như này. 120k cho cái võng xếp như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái ô dù nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ô dù của Nhật nhá. Ô dù của Nhật thì nó sẽ có mấy màu như này.
thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy, ô dù nhật thì nó sẽ là 80.000 cho một cái ô dù nhật thế này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng ô tự động nhá, dòng ô tự động này các bác này. Đấy, mở ra này, bật ra này. Đấy, mở ra nó sẽ bật ra như này. Đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy, vải của nó thì là vải chống tia UV nhá, vải chống tia UV dùng cực kỳ là thích luôn. Nó vải chống tia UV và các bác bật ra bật vào là nó tự động hết nhá, tự động hết. Đây, các bác chỉ cần ấn vào này là xong này, mở ra này. Đấy, mở ra này, đóng vào. Đấy, rất là tiện luôn. 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Gấp vào rất là gọn luôn, để thì cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng là 30cm thôi. Rất là gọn, các bác có thể để mình sử dụng trực tiếp trên ô tô, xe đạp, xe máy, hoặc là mang đi học, đi làm, có thể bỏ túi quần được. Rất là gọn, bỏ túi quần, túi áo, đấy, ba lô, túi sách đều ok hết nhá. Lên thì em là ô dù nhật nhá, ô dù nhật này, giá sẽ là 80k nhá, 80k thì cái ô dù nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cái bóng đèn nhá. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là một con bốn cánh mini này, bốn cánh mini. Đấy, ở đây nó sẽ là thuộc dạng là led main như này nhá, led main như này, và con này nó sẽ là siêu sáng luôn. Đấy, bốn cánh mini như này, 28W, bốn cánh mini 28W và siêu sáng luôn. Bốn cánh mini 28W siêu sáng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá, đó là đi bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000. 40k cho một quả bóng đèn 4 cánh mini như này, 40k này. Đấy, 4 cánh mini 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 cánh này. 3 cánh, con này thì công suất của nó sẽ là đi đây. Con 3 cánh này cũng rất là sáng luôn các bạn. Đấy, 3 cánh này rất là sáng luôn. Đây nó sẽ là con bóng đèn 3 cánh này. Đấy, con 3 cánh này thì công suất của nó sẽ là đi 45W nhá. Con 3 cánh này là 45W này. Đấy, 3 cánh này 45W. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một con bóng đèn 3 cánh 45W. Con này thì siêu sáng luôn. 45W mà khi mà các bác sử dụng ấy, nó phải sáng như kiểu là 100W nhá, rất sáng luôn. Đấy, tiếp theo là con bóng đèn 3 cánh, 4 cánh, bắt đầu đến 5 cánh nhá. 5 cánh thì sẽ là 120.000 nhá. 5 cánh là 120.000 đây. Con 5 cánh này là 100W. 100W luôn. Đó. 5 cánh này là 100W này. Đây, đấy. Đây con 5 cánh thì em đang dùng này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, con 5 cánh đây. Đấy, con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con 8 cánh. Con 8 cánh này thì sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, 190k, 8 cánh luôn. Công suất là 200W nhá. 8 cánh 200W. 200W luôn. Đấy, 200W các bác này. Đó, rất sáng nhá. 8 cánh siêu sáng luôn, 200W. Đó, 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cắt hoa quả nhá. Đấy, thì các bác có các loại hoa quả, các bác chỉ cần ví dụ quả táo, quả lê, ấn này là xong. Nó sẽ ra được là 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng. 8 miếng ấn phát này là xong, rất là tiện luôn. Inox 304. Bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt hoa quả giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái bảng số ô tô, thì là ví dụ các bác có ô tô đấy, thì các bác mua về sau đó thì các bác lắp số vào. Đây nó sẽ có cái dãy số này, các bác lắp vào. Nó có kèm cho các bác một cái miếng dán này, các bác dán để lên trên đấy, để trên ô tô cho em. Đây lắp vào đây đấy, nó sẽ là một cái dãy số như này. Thì khi mà ô tô các bác cần mà có người gọi thì người ta sẽ gọi đến cho các bác luôn. Nó rất là tiện. Bảng số dán ô tô nhá. Bảng số dán ô tô giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho cái bảng số dán ô tô như này. 20k, rất tiện luôn. Bảng số dán ô tô. Bảng số dán ô tô 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì nó sẽ có của Nhật và của Hàn. Đó. Đây cái này là của Nhật này, của Nhật này thì sẽ là 60.000. 60.000. Còn cái kem của Hàn Quốc này thì sẽ là 40.000 một típ nhá. 40.000 một típ. Đó. Đây. Của Nhật này thì chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng giá sẽ là 60.000. Còn của Hàn này thì chuyên trị chuyên làm trắng răng, hàng made in Korea này. Đó. 120g 40.000, con này 170g cũng hàng made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái nguồn led nhá. Đấy. Đây nó sẽ là con nguồn led này. Con nguồn led 12V 150.000. Đấy, nó sẽ là nguồn led 12V thì về nhà các bác đấu các cái dây led vào đây cho em. 12V. Đấy, nó sẽ rất nhiều chân da như này thì các bác đấu các cái nguồn led vào đây nó rất là tiện nhá. Đấy, bằng nhôm này, tỏa nhiệt tốt luôn.
nguồn led con này để ngoài trời thoải mái, nguồn led 12V rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 400W luôn, con này 400W 12V rất là tiện luôn. Giá sẽ là 150.000 cho một con nguồn led thế này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Qua lên cho em là vòi nối này. Con này các bác nối trực tiếp vào cái nguồn nước cho em. Đấy, nối trực tiếp vào nguồn nước sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chia ra các đường nước này, đầu xoáy ở đây. Đấy, chia ra các nguồn nước hoa sen hoặc là đây. Đấy, nối vào nguồn nước này, đây, nối vào vòi chậu rửa này hoặc là nối vào động được, nó rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 70.000 cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối 70k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Đấy, 350.000 cho một cái ghế hơi như này nhá. 350.000. Đó, 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Về nhà các bác bơm lên cho em. Con này thì rất là dài rộng luôn. Đây. Chiều rộng của nó là dài rộng của nó 98 cm. Dài là 122 và cao là 86, nói chung là người ngồi thoải mái luôn, người ngồi thoải mái. 350.000 cho cái ghế hơi như này nhá. Ghế hơi. Đó, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này, các dạng đầu như này các bác này. Đấy các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn, mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này, đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em, đốt thoải mái cho em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví này. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À một con ví như này. Nó sẽ có hai màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó. Da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000. Còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá.
Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này, bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy, 100k nhá. Đấy, 100.000. 100.000 cho một combo như này, bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy, ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo 2 ví sẽ là 70.000 nhá. Combo 2 ví 70.000. Đấy, thì các bác lên đã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá, giá sẽ là 100k. Đấy, 100.000, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy 2 ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhé. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy, cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này, nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này. Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt nghéo điều chỉnh được này, ngoắt nghéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt nghéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái
À cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bạn này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập đâu nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000, có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ. Mã này thì em lên cho các bác cái mã đồng hồ cơ 88 nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá thì sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con đồng hồ cơ 88 như này. Hàng automatic này, tự động này. Máy của nó này các bác này. Con này thì hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Từ chất dây giếc của nó hàng siêu đẹp luôn các bác, hàng siêu đẹp luôn. Hàng dây dẫn chắc chắn siêu đẹp cho các bác luôn. Chất dây của nó này, dây của nó sẽ là dây thép này. Dây thép không gì nhá, dây thép không gì. Bạc và điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, bạc điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, quả cơ của nó loánh này, trông rất là thích luôn nhá. Hàng lộ cơ 100% nhá. Hàng lộ cơ 100%. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng của đồng hồ của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, thương hiệu Chancy của Nhật các bác này. Đó, automatic tự động luôn. Đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Bên em thanh lý trong hệ thống siêu thị nhá. Chưa qua sử dụng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Các bác đeo vào thấy cái độ chất của nó này. Đó, hàng cơ automatic tự động luôn. Đó. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này để các bác có thể mình hạ cái khuy xuống các bác nhá. Đấy, hàng xịn cho nên là nó kèm cho các bác một cái chân như này để các bác có thể tháo chốt đây, các bác cho vào đây này. Sau đó thì các bác đẩy chốt ra cho em, đẩy chốt ra nhá. Đẩy chốt ra thì bắt đầu là mình vừa cái nấc nào thì mình thay cái nấc đấy vào cho em để mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 nhá, 500k. Đấy, con này thì có hộp luôn các bác nhá. Bên trên là đồng hồ cơ này 88, giá sẽ là 500k nhá, 500.000 cho con đồng hồ cơ 88 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen thì đây nó sẽ là một cái bộ dao đầy đủ như này các bác này. Đấy, đầy đủ như này, bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, một kéo một liếc này. Đấy, một kéo một liếc nhá. Cái kéo này thì nó sẽ là dùng để cắt gà, cắt cá này, kẹp cua gẹ này, khui bia này, mở nắp chai đều được hết này. Và đây là một cái liếc này. Đấy, và bao gồm cho các bác là có ba con dao tất cả nhá. Cán của nó thì bằng nhựa như này, cán bằng nhựa đen. Và một bộ của nó thì combo bao gồm là ba dao, một kéo và một liếc nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen, hàng thì cũng khá là sắc bén cho các bác luôn. Đấy, rất sắc bén các bạn. Đây, dao thì rất sắc bén các bạn. Đấy, các bác theo dao rất sắc luôn các bác nhá. Nó rất sắc luôn. Bộ dao bao gồm là ba con và một kéo một liếc nhá. Đấy. Đấy, bộ dao bao gồm ba con như này. Đấy, bao gồm là ba kéo một rũa một liếc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ba dao một kéo một lũa như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen thì bao nhiêu đấy? Bộ dao đen lên cho em là bộ dao đen nhá, giá sẽ là 130k, 130.000 cho bộ dao đen này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái mã mới, đó là đệm lưng nhá. Đệm lưng giá của nó sẽ là 50k. Con này thì giúp cho các bác hả, tựa lưng các bác lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, nên lên cho em đó là tựa lưng này. Đấy, tựa lưng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000. Đấy, 50.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba chi tiết khi các bác nhận được hàng. Đấy, sẽ gồm cho các bác là đây.
một cái thân nằm dưới như này và một cái nằm trên như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác uốn cong cho vào đây cho em. Đấy, cho đây cho em. Sau đó thì mình nằm và nó có nấc này. Đấy, 1, 2, 3, 4 nấc thì các bác tùy các bác điều chỉnh cái độ cong của nó này. Đây, thì nó sẽ giúp cho các bác là đây xương sống các bác nó đang bị cong như này thì các bác nằm vào nhá. Đây, nằm vào như này. Thì xương sống này, cổ này, đấy thì về nhà các bác tựa lưng nhá. Có thể là nằm này, ngồi, tựa đều được hết nhá. Đấy, và nằm nghiêng cũng được luôn. Đó, thì nó giúp cho các bác là ổn định xương sống nhá. Ổn định xương sống rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. 50k, giá chỉ có 50k cho cái tựa lưng này thôi. Bây giờ mà về nhà mà các bác mà đi chữa bệnh đau lưng mỏi gối các thứ là cũng mất rất nhiều tiền. Đây, đấy về nhà các bác lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì mình nằm mình có thể tựa này. Và cái này thì các bác có thể tùy chỉnh các cái nấc như này nhá. Nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4 tùy theo. Các bác nằm cho xong cong dần lên cho em. Lên cho em là tựa lưng giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái van vòi van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu con này giá sẽ là 70k. Đấy, 70k bằng inox 304. Đấy, một đầu xả đây, một đầu xả đây nhá. Có gen xoáy các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác đều ok hết nhá. Van xả hai đầu inox 304 giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một em van xả hai đầu này thôi. Hàng van xả hai đầu inox 304 70.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Chỉ có 70k cho em van xả hai đầu này thôi. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kích điện 220. Kích điện này bao nhiêu đây? 1 Các bác lên cho em là kích điện giá sẽ là 175k nhá. 175.000 cho con kích điện như này, 175.000. Con này thì các bác chỉ cần kẹp vào bình ắp quy của mình thôi là nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V. Đây. Đấy. 12-24 các bác đều kẹp được nhá và nó sẽ ra cho các bác là điện 220V và công suất của nó là 220W. 220W. Có hai chân USB. Đây, công tắc đây. Đấy, có hai chân USB thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để lấy điện thắp sáng này hoặc là dùng đa di năng cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kích điện 220 nhá, kích điện 220. Giá thì các bác lên cho em là kích điện, giá thì sẽ là 175.000, con này tiện lắm. Ví dụ như các bác có ắp quy các thứ là các bác dùng con kích này cho em là ok thôi. Đấy, lên cho em là kích điện nhá. Công suất của nó sẽ là 3100mAh, 220W này. Đó, 12V. Đấy, 12 hoặc là 24 nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dùng các cái thiết bị điện đều ok hết nhá. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng. Đây. Thì nó sẽ là một con đế như này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu này. Đấy, đun nấu chế biến thực phẩm, thức ăn này hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho các cái loại ấm pha trà các thứ lên đây đều được hết nhá. Đây, công tắc của nó đây. Đấy, và có số 1234 thì các bác có thể giữ ấm giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ đế nóng 130k cho một con đế nóng như này nhá. 130.000 cho một con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là bộ lấy dây tai nhá. Bộ lấy dây tai bằng inox như này. Đấy, bộ lấy dây tai inox như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, bao gồm 6 chi tiết nhá, 6 chi tiết bên trong như này. Đó, và các bác có thể dùng là móc khóa các kiểu con là điểu luôn. Giá thì thanh lý cho bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một cái bộ lấy dây tai như này nhá. Bộ lấy dây tai inox nhá. 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20. Đèn 20 nó sẽ là một con đèn pin như này, có kèm một cáp sạc nha và có một viên pin 18650 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đó, đèn 20. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào đây là mình sử dụng rồi. Nó rất tiện luôn các bạn, lắp pin vào. Sau đó thì bật công tắc lên. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá, cho nên là bên em lên nó là đèn 20 các bạn này. Đấy, đèn 20. Có thể zoom lên zoom xuống như này. Pha của nó thì rất là rọi luôn đấy các bạn này. Ban ngày mà pha như này là con này rất sáng luôn, các bạn thấy không? Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, có báo pin báo biết đàng hoàng. Đấy, về nhà các bác cắm sạc vào đây cho em. Thân của nó bằng bằng hợp kim nhôm hết nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, đèn 20 110k nhá, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. Đấy, đây nó sẽ là một con bật lửa và có kèm đồng hồ như này. Có kèm đồng hồ này nhá. Lên cho em đó là bật lửa đồng hồ. Đây. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. Bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này nhá.
giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ này, bật lửa đồng hồ tự bơm ga, tự bơm ga, giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh. Con này thì dung tích 1 lít và giá thì chỉ là 70 cành thôi. 70 cành cho một con bình xanh dung tích 1 lít như này. Con này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, cái bật lửa rồng. Con này bằng nhôm cho nên là dùng cực kỳ là an toàn và xịn sò luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá, bình xanh 1 lít bằng nhôm, hàng của quân đội Việt Nam mình thôi. Giá sẽ là 70k nhá, 70k cho một con bình xanh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ điện tử T8 như này. Con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, các bác dùng để mình đeo này. Ngoài ra thì nó có chức năng là xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, rất là tốt các nhá. Đấy. Thì rất là nhiều chức năng nhưng mà các bác về các bác tự khám phá riêng, còn rất là nhiều chức năng đi kèm này các bác này. Đấy, thì bên em chỉ có giới thiệu có 3 tính năng chính và em cũng bán 3 cái tính năng đấy thôi. Đó là đo xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Bao gồm là một bộ dây quai đeo như này, một cái cáp sạc nhá, một cái đế sạc và một con đồng hồ như này. Mặt của nó, thân của nó là bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại hết. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Con này chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Đấy. Hàng thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, cái này thì 100% nó đều là dòng hết pin hết nhá. Về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó, đo huyết áp, đo nhịp tim, ngoài ra nó còn có chức năng các chức năng khác này. Đấy, thì bên em bán thì em chỉ có bao cho các bác là 3 chức năng chính thôi: xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, đồng hồ T8 nhá. Còn những các chức năng khác về các bác tự tìm hiểu. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó là hình con rồng và có hai cái viên ngọc như này. Cho nên là bên em lên nó sẽ là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này nhá. Con này thì nó sẽ là bằng đá nhá, bằng đá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào đây cho em. Đấy. Về nhà các bác rút ra mình đổ xăng thơm vào đây là ok. Đó, hàng cực kỳ chất luôn. Các bác có thể mua để sử dụng này, xem để sử dụng hoặc là trưng bày rất là đẹp. Bật lửa ngọc nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130k, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo. Đấy, các bác lên cho em là cân treo. Con này thì cân được tối đa là 50 cân. Nhưng mà khuyến khích các bác là cứ cân 2-30 cân là ok. Các bác mang đi câu kẹo cái thứ, đây là cái viên pin này. Pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách mình mua rất là sẵn hàng thôi. Không lo không có pin đâu. Đó, rất sẵn thôi. Các bác lắp vào bật lên cho em là xong. Nếu khi lắp vào mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đảo chiều pin đi là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy, lên luôn các bác này. Đấy. Thì mình để mình cân kẹo các thứ rất là ok. Đây em sẽ cân thử cái thước rút này cho các bác xem. Đấy. Rất tiện ích nhá. Còn có đây cho em này. Đấy, cân lên. Còn thước này của nó thì đây, trước tiên thì các bác để cho em chế độ kg. Đấy, nó sẽ là 0,37 kg các bác này, 0,37 kg. Đấy, tức là 370 g đấy các bác nhá. Đó, có cho các bác cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Đấy. Nhiệt độ, độ ẩm rồi nhớ kg các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, tắt đi bật lên ở đây, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70k. Con này thì dùng rất là tiện cả. Tối đa của nó là 50 cân nhưng các bác cứ dùng cho em 2-30 cân là thoải mái rồi. Mình dùng đi câu, đi kẹo, đi phượt hoặc là các bác đi mua sắm hải sản này hoặc là đi chợ búa mình có muốn test lại rất là ok nhá. Lên cho em là cân treo này. Cân treo, giá của nó sẽ là 70k, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác này, găng tay đây. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Dòng này thì cực kỳ là ôm tay luôn. Dùng rất là thích, đó, ôm tay. Rất dễ dùng, ôm tay các bạn. Và giá thì rất hợp lý. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động này, ôm tay lắm. Và nó có cái phần cao su non này, các bác làm việc rất là tốt, chống trượt trượt nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động. Bên em bán 5 đôi thì sẽ là 40.000. Và một vỉ 12 đôi thì giá của nó sẽ là, một vỉ mà 12 đôi thì giá của nó sẽ là đi 70k nhá. 70k trên một túi như này. Còn mua 5 đôi thì sẽ là 40.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Con này thì dùng rất là tiện luôn, giúp ngăn mùi rất là tốt, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã có một cái con cân bằng trọng lực như này rồi. Nước nó chảy thì nó sẽ xả ra, còn không thì nó lại đậy nắp vào như này. Đấy, và các bác lắp là hầu như là vừa hết với các cái hệ thống đường cống thoát nước nhà mình nhá. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn, nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ quay video thực tế cho các bác xem. Đây em sẽ hướng dẫn các bác cái kích thước cái sản phẩm này. Kích thước nhỏ nhất để nắp cái van này nó là 4,2 cm. Còn nhà bác nào mà nút thoát sàn lớn thì bên em luôn nó tặng kèm thêm cho các bác một cái chiếc vòng đệm như này, nó sẽ tăng kích thước của cái thoát sàn nhà mình lên là 6 cm nhé. Van ngăn mùi hôi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng đồng thau nguyên chất như các bác nhé. Kích cỡ lắp đặt thì rất là đơn giản, kích cỡ từ 3,4 đến 6 cm là anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa. Khi có nước sẽ mở ra, khi hết nước thì sẽ đóng lại, giúp cho anh chị mình ngăn chặn mùi hôi bốc lên từ ống cống hay là chuột bọ rán chui lên ạ. Van ngăn mùi hôi nhà tắm. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66 đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên thì em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí. Cơ 66 giá của nó sẽ là cơ 66 bao tiền đấy Phương ơi? 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên thì em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này, giá chỉ có 400.000 cho con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây, Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn, made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 thôi nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng đồng hồ cơ 88 nhá. Đồng hồ cơ 88 giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88 giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên cho em là đồng hồ cơ 88 giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi.
Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gì nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này. Có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật nhá. Đồng hồ SK rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này. Màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Đó, có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen, màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP, giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đây là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhé. 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhé. 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhé. Con này thì
giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con Quick đun sôi nhá. Đấy, Quick đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cuckoo luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc vừa là dòng Quick đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cuckoo, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cuckoo nhá, hàng thương hiệu Cuckoo đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Lên trên là Quick đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá. Quick đun sôi 180.000 cho một con Quick đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy. Đây. Lên cho em là ấm Đức này. Công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó đây. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây, nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn. Mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450k nhá. Ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó. Con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này.
và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây, các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng, có chống dính luôn, có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên máy cho em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới, sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1-2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp, khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con đà điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá, nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi 1 đổi 1 cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây, 220V 50Hz, 235W và 2.5L nhá, 2.5L. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá, bếp từ, hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người, hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác dùng, khi dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn.
Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bạn ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá. Cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm, giữ nhiệt tốt. Quai sách này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy, nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn. Hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy. Sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này. Chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em lại tiếp tục về. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhân hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách nói nhá. Đấy. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Giá thì bên em đang bán là 100. Đợt này em còn một ít nữa. Đấy, thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá. Giá sẽ là 80.000. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá này là giá rất là mềm rồi cho nên là không có kèm pin. Và các bác lắp pin thì nhớ là lắp đúng chiều cho em, để tránh cái việc là khi các bác lắp vào nó sẽ không nhận nhá. Thì lắp đúng chiều pin cho em là ok thôi. Đó. Cái này bên em bán thì lưu ý các bác là không kèm pin nhá. Bán là không có pin đâu, về nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình bật lên này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai phím. Một là cái phím nguồn của cả quyển, là nó sẽ là cái phím màu vàng như này. Đấy. Cái phím vàng này là cái phím nguồn của quyển này. Còn cái phím màu xanh này là phím của trang này. Thì các bác dùng trang nào nhấn trang đấy này.
cái khăn. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Rất nhiều chủ đề khác nhau và có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Đấy. Nha. Con ông bác cha. Đấy, tiếng Anh. Tiếng Anh. Father. Đấy. Mother. Uncle. Đấy, chuyển sang tiếng Việt nhá. Tiếng Việt cha. Đấy. Bác có, sĩ. Có cả âm nhạc này. Cô câu hỏi này. Có đọc truyện này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái lười biếng và cầu thả. Khi phải kéo sợi thì cô làm thật miễn cưỡng. Đấy, hẹn gặp lại. Đấy, lên mai giúp cho em, đó là sách nói nhá, đang bán 100. Đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn là sách nói này, 100k này. Giá chỉ còn 80k thôi nhá, 80.000 cho quyển sách nói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái lọ thuốc diệt kiến dán này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình diệt kiến, diệt dán rồi côn trùng thôi em, nhưng mà đặc biệt là siêu diệt kiến dán nhá, siêu diệt kiến dán. Cái này thì bên em đang bán là 10.000 một lọ, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ bán cho các bác là combo nhá. Combo cho các bác sẽ là 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, bên em sẽ bán là 20.000 3 lọ như này nhá. Đó. 20.000 cho 3 lọ như này các bác này. Đấy. Đấy, em sẽ bán là combo là 20.000 3 lọ, em không bán lẻ nữa, còn các bác nào mua lẻ thì vẫn là 10.000 đi. Còn lại là em sẽ bán theo combo là 20.000 cho 3 lọ như này nhá. Đấy, con này thì chuyên trị diệt kiến diệt dán rất là tốt luôn. 10.000 cho một lọ và mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 20.000. Đấy, chuyên trị kiến dán này. Các bác cứ nhỏ vào những cái đường đi của nó nhá và những khu vực mà nó trú ẩn. Đấy, nhỏ từ 5-7 giọt này là nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Đấy, nó công ra và chết cả đàn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán. Đây, nó sẽ là dạng viên như này các bác này, dạng viên như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, made in Japan này. Về nhà thì các bác có thể để vào trong các cái tủ quần áo này, rồi tủ bếp này. Nói chung là đa di năng các bác để vào đâu cũng được. Đấy thì con kiến con dán nó sẽ con dán nó sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc này là nó sẽ tự chết nhá, tự chết này. Thì con này thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá. Và chức năng của nó thì diệt dán con này, dán trứng dán này, dán mẹ này, rồi tổ dán này. Đấy, đa di năng luôn nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá, hàng thương hiệu Fuku. Giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc, hàng thương hiệu Fuku nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Cầm cho anh cả cái ấm hàn đây. Dung tích ấm hàn 3 lít cả vỏ, các bác chỉ cần đặt đây này cho em. Đó, sau đó thì mình cho nước vào cho em là xong. Đây. Lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Inox 304 hết nhá. Đấy, bên ngoài thì cũng là bằng inox, đấy, bằng thép, còn bên trong là inox 304 sáng bóng đẹp. Nắp xoáy có khoai này, giữ nhiệt tốt này. Nhiệt độ lúc nào nó cũng vào khoảng là 90 độ C. Và các bác cứ để bên trong cho em. Đấy, khi nào mà mình cần rót thì mình ấn cái nắp này cho em. Đấy, các bác cứ để đây sôi nó tự ngắt, sôi tự ngắt, còn các bác không thích nữa thì mình bỏ hẳn ra. Lên mã giúp cho em, đó là ấm phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000. Đó, phích đun sôi này. Phích đun sôi 180k cho con phích đun sôi nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đây. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Fuku. Và con này thì ấm siêu tốc, còn con vừa nãy thì em gọi nó là phích đun sôi nhá. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, 130k. Đấy, hàng thì bên em đóng gói gửi đi cho các bác là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng nhá. Đó. Và rất là tiện ích luôn. Đó. Và 130.000 cho một con 130.000 cho một con ấm như này các bác này. Đấy, 130k. Hàng cực kỳ chất lượng này, phục vụ các bác luôn. Đấy. Đấy, đế của nó đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 1500W, 2,5 lít. Đây. Đấy, 2,5 lít điện 220V. Đây các bác này. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa, bên trong thì bằng inox 304 sáng bóng đẹp các bạn này. Đó, thấy chưa? Dung tích 2,5 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Công tắc ở đây. Giá chỉ có 130.000 thôi. Ấm siêu tốc Fuku của Hàn Quốc nhá. Đó. Lên cho em là
ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn này, siêu tốc Hàn, ấm siêu tốc này, siêu tốc Hàn Quốc, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một cái ly to như này, dung tích của nó sẽ là 600ml nhá. Đấy, 600ml, hàng của Mỹ này, American này. Đó, American, hàng của Mỹ cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Và nó sẽ có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này thì cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn, nắp có gioăng nhá. Nắp có gioăng, các bác có thể cho ống hút vào đây mình sử dụng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Con này các bác dùng để mình ly giữ nhiệt này, các bác dùng để uống bia này, hoặc là mang nước đi chơi, đi làm, đi học đều được hết nhá. Đấy, hoặc các bác có thể bỏ cái nắp này ra, mình dùng trực tiếp như này để mình làm cốc uống bia thì rất là ngon luôn, vừa một lon bia nhá và giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, giá sẽ là 60.000 cho một con ly giữ nhiệt như này. Ly giữ nhiệt này, đó, ly giữ nhiệt, giá sẽ là 60k nhá, 60k cho một em ly giữ nhiệt như này, 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi đây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, 30k thôi. Giá này là giá thanh lý luôn. Các bác cứ đưa vào như này là cắt thôi, đưa vào như này là cắt, nó rất là tiện dụng. Ở đây thì nó sẽ là cơ chế xoay bên trong như này, cho nên các bác dùng rất là ngon, không sợ bị đứt. Đó, giá sẽ là 30k nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút dung dịch này. Con này cũng chỉ 30k thôi, một cái bộ hút dung dịch này thôi. Một cái ống như này và một cái đầu hút như này, và các bác theo chiều mũi tên này cho em. Chiều mũi tên này sẽ là chiều ra nước này, và chiều này là chiều hút này. Bóp này cho em là nó sẽ ra. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác một cái đai như này. 30k nhá. Lên cho em là hút dung dịch, giá sẽ là 30.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ màu cầu vồng nhá. Lên cho em là bộ màu cầu vồng. Bộ này thì rất nhiều chi tiết này. Nó có tới cho các bác là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết như này. Ra hồ thoải mái cho các bác, cho các em nó vui chơi, sáng tạo luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 à? 100.000 cái bộ màu cầu vồng này thôi. Đây, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, có gọt bút chì, có kéo này, có đồ thủ công đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k thì các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Màu cầu vồng, giá sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc khóa này. Móc khóa bằng da bò như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này nhá. Đấy, 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này. Thì cái này rất là tiện dụng này, về nhà các bác có chìa khóa thì các bác đeo vào cho em để nó tránh mất chìa. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Đấy, hàng xịn sò da bò tự nhiên như này. Lên theo là móc khóa da bò nhá, giá sẽ là 5k. 5.000 cho một cái như này. Đấy, 5.000 cho một cái. Còn bác nào mua số lượng thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là, mua lẻ thì sẽ là 5.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 10.000 ba chiếc nhá. 10.000 ba chiếc cho cái móc khóa da bò như này nhá. 10.000 ba cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao ba con này. Thì đầu tiên nó sẽ là con dao gọt như này. Con dao gọt gỗ như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con dao gọt gỗ như này. Đấy, còn lên theo là dao gọt gỗ, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho em dao thái gỗ như này. 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là có một con dao chặt gỗ như này. Đấy, con này thì cân nặng của nó thì khoảng 4 lạng. Đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. 4 lạng các bạn, rất là đầm tay luôn, chặt cực kỳ là ngon. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì sẽ là 180.000. 180.000 con như này. 180.000 thôi nhá. Đấy, và các bác lấy combo. Lấy combo 3 con này thì 3 con này là bao nhiêu đấy? 260.000 cho 3 con dao như này nhá. Đấy. Nếu các bác lấy combo thì sẽ là 260.000 cho 3 con như này. Đấy, còn mua lẻ thì con này sẽ là 180.000. Đấy. Con dao chặt này thì sẽ là 180.000 nhá. 180k con này này. Đấy, còn là 3 con thì sẽ là 260k nhá. 260.000 cho 3 con. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho bác cho 3 con dao như này. Một con chặt, một con gọt, một con thái nhá. Combo
ba con dao như này 260.000, em test cho các bác xem luôn. Đấy, con nào cũng sắc như nước hết này, quay này. Đấy, sắc như nước hết, các bác thấy sợ chưa? Đấy, các bác về dùng cẩn thận kiểu đứt tay nhá. Đấy, con này 40.000, lên cho em là gọt gỗ 40.000 này. Tiếp theo là em thái gỗ này, sắc như nước luôn các bác này. Đấy. Các bác về thì dùng lưu ý cẩn thận thì em không đứt tay. Đấy. Con này nó sẽ là con thái gỗ này. Đấy, con này chuyên để thái này. Thái này, thái lọc này, 80.000 nhá. Còn con này là con dao chặt này. Con dao chặt cán gỗ như này, ốp liền thân như này. Con này sẽ là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy. Thì nếu các bác mua combo thì hai con này đã là 260 rồi, 260 rồi. Và sẽ được tặng kèm thêm con này và bao ship nữa. Đấy, combo 3 con thì là coi như là được tặng kèm con này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng tôi nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bác. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá. Công suất của nó sẽ là 400W và 1.500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba, đây, một cái cối thủy tinh to như này, và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2, 4, 6, 8 lưỡi này các bạn, đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này, âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, âu thủy tinh dày 5 ly, các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá, đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá, nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn, đó, nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây, đây. Có gen xoáy này các bạn, đây. Có gen xoáy như này, dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này, đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là, các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố, giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship đấy, đây. Sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này, tay giữ này, bật công tắc này, đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này, đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này, đấy, vào số 2 này, đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá, dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá, 1,5 lít, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh, cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy, rất tiện các bác thấy không? Đó, xay thì rất là tít luôn. Đó, các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này, xong sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này, cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450.000 cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy, một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaiser Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaiser Villa hàng của Đức này.
đun được là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn. Nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nhá. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nhá và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5 6 loại bếp như này này, 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn. Kaisa Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá, ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này. 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết xin lỗi các bác, bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho một cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này, một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ 3 móng Đức này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ 3 móng Đức giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 3 cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa, 1 2 3, bốn cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá.
lên mã giúp cho em đó là ví xanh này, ví xanh giá của nó sẽ là 100k, đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc ắc quy nhá, công tắc ắc quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác muốn đấu bóng điện nha, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on up ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai ắc quy này, các bác muốn mở bóng này, đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng nó sẽ là bất tiện. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này. Đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó. Và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá, lên mã giúp cho em đó là công tắc ắc quy nhá, công tắc ắc quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này, đấy. Mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá. Đấy về nhà thì ví dụ như cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này. Các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, qua thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nha. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Vạn Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái giày quân đội nhá. Đấy, giày quân đội hàng cực đẹp cho các bác luôn. Con này của nó thì chất liệu của nó sẽ là dạng là vải dàn di như này, vải dàn di như này các bác nhá. Còn bên dưới của nó sẽ là hàng đúc cao su non trực tiếp luôn. Đấy, đi thì rất là êm ái, các bác có thể dùng để mình đi làm này, hoặc là đi chơi này, hoặc là đi tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đấy. Và giá thì lại rất là hợp lý cho bác, hàng thì hàng quân đội nhưng mà giá thì rất là hợp lý này các bạn. Đấy, đi vào thì nó cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Thì nó sẽ có cỡ thì bác nào đi cỡ bao nhiêu thì báo để em gửi số cho các bác nhá. Đấy em gửi cho các bác. Đây. Rất là ngon lành các bác này. Đi vào thì rất là đẹp và ôm chân luôn. Đây các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đế của nó sẽ là thuộc dạng đế cao su non đúc liền như này. Hàng siêu bền luôn. Các bác có thể dùng để đi làm này, đi chơi này. Đấy, hoặc tập thể dục thể thao. Cũng rất là ok. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140k thôi. 140k cho một cái đôi giày như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di. Giá sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 140k này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Mũ da bò. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, và màu màu nâu và màu đây. Đấy, nó sẽ có một cái màu nâu nhạt và một cái màu màu nâu da bò như này các bác này. Đấy, một màu da bò và một màu cái này là màu xám nhá. Một cái màu xám và một cái màu da bò như này. Đấy, một cái màu xám đen và một màu da bò như này các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là màu xám này. Đấy, một cái màu xám như này. Và đây nó sẽ là màu da bò. Đấy thì nó sẽ có hai màu. Có hai màu cho các bác lựa chọn nhá. Và cái giá thì cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con mũ da bò đẹp như này. Đấy, 150k các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, 150.000. Nó sẽ có màu da bò và màu xám. Màu da bò và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì đội thì dáng cực kỳ là đẹp luôn. Ôm form đẹp và giá thì lại. Đấy, em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, ôm form ôm dáng rất đẹp luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, đây. Cái này màu xám này. Các bác có về mình có thể tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh. Đấy. Kích thước của nó thì rất là xinh. Đây khóa của nó là khóa đồng hết như này. Đấy. Ôm form lắm. Cái này các bác đội rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Đội rất là đẹp luôn. Vân xinh các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá, mũ da bò. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em mũ da bò như này. Có hai màu, màu xám và màu da bò. Màu xám và màu da bò.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150k. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ thì khi hàng về thì nó sẽ có cho các bác hai màu, màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này, made in USA. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây các bác này. Đấy, hàng này thì chuẩn 100% da bò luôn. Các bác có thể lấy máy lửa đốt tét thoải mái cho em luôn. Đây, made in USA. Đấy. Và mặt của nó là mặt vàng đúc liền, rất là đẹp luôn. Mặt vàng nguyên khối đúc liền rất là đẹp. Và nó là dạng con lăn như này thì các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ kích thước như nào là tùy theo. Mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp này, mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp. Và con lăn như này thì các bác có thể thò ra thụt vào, tăng giảm kích cỡ của nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 190.000. Bên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190k thì mình em thắt lưng da bò như này nhá. Thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 190k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu ví da bò nhá thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Đó, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy. Màu đen và màu nâu như này. Cũng hàng của Mỹ đây, made in USA. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Đấy, 120.000. Hàng thì khỏi phải bàn đây. Đây các bác. Đấy. Cạo vào nó cũng chỉ có như này thôi. Đấy, cạo cao mà nó chỉ như này thôi chứ không bao giờ nó bị chảy xước nhá, không bao giờ nó bị chảy xước. Đấy, nó sẽ tự nó lại liền các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thắt ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò này, giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đấy, con này thì sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Một con hạc và một cái lư hương như này. Các bác đeo vào mình sử dụng này. Đó. Giá thì sẽ là 70.000. Đấy, 70.000. Đấy, cả hạc cả lư như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng. Đây. Về nhà các bác đeo vào như này cho em. Đấy, đeo vào như này. Bên em có bán cả cái nhang của hạc này luôn. Nhang của hạc này cũng là 70.000 luôn các nhá. Đấy. 60.000 cho một hộp nhang. Để cầm nhanh hộp nhang ở đây. Đấy. Đấy. Thì rất là đẹp như này các bác này, rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Các bác có thể dùng để đốt này hoặc là trưng bày cũng được. Rất là đẹp. Đấy. Thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đó. Hạc đồng này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con hạt đồng như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi muỗi nhá. À, máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì vừa đuổi chuột, côn trùng, kiến, gián nhưng mà chủ chốt vẫn là đuổi chuột luôn. Lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột. Con này thì giá sẽ là 35k cho một con máy đuổi chuột như này nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó. Máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35k một chiếc. Đấy, đây. Hàng cực kỳ là ngon luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. 35.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết cho mình các loại bệnh dịch kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đó, anh giá chỉ có 35.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Dòng này của nó thì cái công dụng tối đa của nó là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Đấy, nếu các bác dùng những cái bàn chải thông thường thì nó rất là hay bị các cái triệu chứng như trên. Nhưng các bác dùng con này thì cực kỳ yên tâm luôn. Có kiểm định các bác này. Đấy, chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này, bao gồm cho các bác là 6 chiếc luôn. 1 2 3 4 5 6 cái.
tính ra là vào mua chỉ có mất 6424 này. Đấy, tính ra vào có 4.000 một cái bàn trải thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. 1 2 3 4 5 6 6 4 5 4 em bán có 25.000. Giá cực tốt cho các bác luôn. Một vỉ bàn trải như này nhá. Đấy, hàng thì chuyên kiểm định như rồi, chống viêm nếu lợi đau lợi chảy máu chân răng. Vỉ bàn trải nhá. Vỉ bàn trải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái khay cà phê nhá. Khay cà phê. Đấy thì các bác lên cho em là khay cà phê. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đấy rồi hoa quả các thứ, nói chung là đa di năng luôn. Bên số bán lẻ thì sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Còn nếu các bác nào lấy combo là 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000. Đây, một set 5 cái thì sẽ là 5 khay cà phê là 110.000 một set nhá. Còn lấy lẻ thì sẽ là 25.000 một chiếc. Còn các bác lấy từ 5 cái trở lên. Đấy, lấy từ 5 cái trở lên combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000 thôi. Combo 5 chiếc như này 110.000. Cái này các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, còn nó khá là sâu luôn, múc đồ xào đấy không lo bị tràn nước nhá. Lên cho em là khay cà phê 25.000 một cái, 110.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt của Nhật nhá. 55.000 một hộp như này. Đấy, viên giặt của Nhật 55.000 cho một hộp như này. Đây. Đấy. Cái này thì về nhà các bác có cả giặt cả tẩy cả xả luôn. Cả giặt cả tẩy cả xả như này. Thì các bác về các bác chỉ cần ném cho em là một túi này vào là xong. Đấy. Các bác ném trực tiếp vào cái đống quần áo của mình luôn, không cần phải mất công vệ sinh và cực kỳ là tiết kiệm luôn nhá. Đấy. Một hộp này thì của nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu đây? Đấy, một hộp này của nó là không biết là bao nhiêu cái nữa. Rất là thơm luôn các bạn. Đấy, các bác cứ thế là mình bỏ vào trong cái ấy nhà mình thôi. Đấy. Lưu hương trong vòng 72 giờ đấy các bạn. Rất là thơm luôn nhá. Đó. Và em cũng không biết là nó là bao nhiêu viên nữa. Đây, để em đổ ra em đếm cho các bác xem. Khá là nhiều đấy các bạn, khá là nhiều luôn mà cũng không biết là bao nhiêu. Đây. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này. 10 này. Thơm lắm. 12 14 này. 16 này. 18 này. 20 này. 22 này. 24 này. 26 này. 28 này. 30 này. 32 này. 34 này. 36 này. Nó vào khoảng là 40 nhá, vào khoảng là 40 viên. 40 viên như này, tức là các bác dùng được 40 lần, 40 lần. Đấy, dùng được 40 lần. Giá thì 55k, tính ra như vậy là mỗi lần giặt thì nó mất vào đâu đó là vào khoảng là trên 1.000 một chút thôi. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, lên cho em là viên giặt Nhật nhá. 55.000 cho một hộp nhá. 55.000 cho một hộp như này. Một hộp này khoảng 40 viên, nói chung là dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, các bác dùng để mình giặt quần áo rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này cái gì? Cái nối nhanh này, nối nhanh dây điện nhá, xem bán bao nhiêu. Đấy, cái nối nhanh dây điện như này các bác này. Đấy, thì các bác chỉ cần là lật cái này ra cho em này. Đấy, lật cái này ra, đút dây điện vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong, không cần phải dùng băng dính quấn kéo lằng ngoằng mất thời gian. Đấy. Lên cho em là nối nhanh dây điện nhá. Nối nhanh dây điện, đó. 75.000 chiếc. Bao nhiêu? 75.000 chiếc, 10.000 chiếc. Giá bán lẻ thì sẽ là 10.000 một cái như này, còn các bác mua cả chục thì sẽ là 75.000 một chục nhá. Đấy, 75.000 một chục. Đấy, thì nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần là lật cái này lên, cắm dây điện vào đây cho em xong, ập nó xuống là xong. Đó. Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện, giá sẽ là 75.000 một chục và 10.000 lẻ là 10.000 một cái. 10.000 cho một cái như này. Rồi, ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Atomat hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện 1 pha 40A. Hàng của nội địa của Nhật, made in Japan đây. Made in Japan. Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy, nổ, ok hết các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A, điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA. Chống chập, giật, quá tải, rồi cháy nổ ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A này. AD đại này, AD đại 40A. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho con AD cóc 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây,
nó tầm tầm này này. Đấy, tầm này, hai ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt đóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD 30A nhá. AD cóc 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110k. Đấy, 110.000 cho con AD cóc 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. AD cóc 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này. Thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em. Hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ. Đấy, thì mình tiết kiệm điện thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok. Đó. Các bác lên trên là AD đảo chiều 63A nhá. AD 63 AD đảo chiều này. AD đảo chiều. Đó, lên cho em AD đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá. 100 lên cho em AD đảo chiều 63 giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn, chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhát đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bác này, đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, đây Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Lên cho em là kẹo chuột này, kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây. Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3,7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cảm biến này. Đây các bác nhá. Rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua nó lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này. Cái mài dao ba khe, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao, rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa. Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Mài dao này. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây đây sẽ là một con cặp lồng 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy? Cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái ô như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này cũng được. Đấy, có 4 cái ô như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2.8L này, 2.8L. Đấy. 2.8L, tức là mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250ml, rất là tiện luôn. Từng ăn một thế này, các bác cứ sập xuống là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có khoai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái khoai này vào cho em. Cái này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này, đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây, đây cái này em sập nó chưa vào lẫy nên là nó bật ra. Đấy các bác theo, cực kỳ chắc chắn luôn. Quai sách như này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá.
dung tích của nó là 2,8 lít cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này, 4 tầng giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này, 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho bác luôn, 80k cho một cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật hay là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm bốc các bác nhá. Đấy. 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật. Giá sẽ là 40k trên một vỉ bao gồm 10 đôi như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này, hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k trong con ấm pha trà như này thôi. Lên mã cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này. Hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy, thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316 bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su, chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65ml, 1.000 lít này. Đấy, 1.000ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi. Độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này. Thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này, 100.000 cho một con ép tỏi như này. Giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok.